chào cả nhà nha. Xin chào mọi chú. Bây giờ nhà mình đã lên đồ sẵn hết rồi cả nhà ơi. Bây giờ chuẩn bị đi chơi cả nhà ơi. Nhà mình chuẩn bị đi chơi đây. Xong rồi ha, tới trên đường có gì mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. Đây ông bà cô chú ơi, nhìn dắt nè. Dắt dắt hay ông bà cô chú. Dắt hay ông bà cô chú. Xin chào bà chú. Bây giờ mình lên xe mình đi thôi cả nhà ơi. Chừng nào có trên đường đi có gì mình sẽ quay ha, quay cho cả nhà coi nha. Đây cả nhà ơi, mình tới Helsingborg, cái trạm để mà mình sạc pin này cả nhà ơi. Cái xe của mình nó sắp hết pin cho nên mình phải ghé cái trạm này. Mình sạc pin xong rồi mình mới đi tiếp cả nhà ơi. Đây cái trạm của nó đây. Cái trạm của Helsingborg. Gió quá trời gió luôn cả nhà ơi, bữa nay gió quá trời gió luôn, gió lớn lắm luôn á. Nãy mấy đứa nhỏ nó vô trọng nó mua nước này kia nọ nó uống. Xong rồi ha, vô chỗ pha sữa cho dắt rồi thay tải cho dắt. Bây giờ ha, chờ thêm 10 phút nữa nè. Chờ thêm 10 phút nữa là mình đi nữa cả nhà ơi. Xin chào bà cô chú. Đây. Đó. Ăn uống no nê hết rồi. Xin cho chào anh. Bà chú. Sắp sữa tới chưa? Dạ, sắp sữa tới rồi. Mình đi chừng khoảng tiếng đồng hồ nữa là tới rồi cả nhà ơi. Tới Ma Mờ. Xong rồi mình sẽ check-in khách sạn rồi xong mình có gì mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. Bà cô chú, bên kia nó kẹt xe tải, bên kia nó đụng xe, bây giờ nó kẹt như vậy nè, rất là nhiều xe. Trung tâm Ma Mờ nè cả nhà ơi. Bắt đầu mình sẽ đi tới khách sạn. Đây trung tâm Ma Mờ đây. Quay cho cả nhà xem. Có đường đó nè. Nhà nó vậy nè cả nhà ơi. Xin chào bà chú. Do sắp sửa tới chưa? Sắp tới rồi. Sắp tới rồi hả? Đi nãy giờ mệt rồi ông bà cô chú ơi. Em nó ngủ nó rồi. Em nó đi tới trạm xong em muốn sửa xong em đi. Giờ em ngủ tiếp nữa ông bà cô chú ơi. Đi tới 4 tiếng đồng hồ lận ông bà cô chú ơi, ngồi xe mệt luôn rồi. Sắp tới rồi ông bà cô chú ơi. Chừng nào giờ tới khách sạn mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. Cả nhà ơi, mình đã tới Ma Mờ mình ha. Mình chờ tới rồi nhưng mà chờ tới 3 giờ mình mới cả nhà coi. Đây là trung tâm Ma Mờ. Bây giờ đi vòng chờ tới 3 giờ mình vô check-in lấy phòng cả nhà ơi. Tới 3 giờ mới có phòng. Đi kiếm coi món ăn nào đặc biệt. Tối nay mình sẽ đi ăn. Nãy tới đã có ăn hamburger rồi. Bây giờ tối mình sẽ kiếm nhà hàng nào ngon ngon ăn. Ôi giời ơi. Nhà giống như nhà cổ không mà cái nhà cổ đẹp quá. Nhà này đâu năm. Nhà này chắc là đâu năm dữ lắm luôn. Đây mình ở cái khách sạn này nè cả nhà. Khách sạn này đây. Nghe tâm. Đông quá trời đông luôn cả nhà ơi.
trời nắng đẹp cho nên nó đông. Nhà quá đẹp luôn. Quá trời đông. Bữa nay vừa nắng đẹp mà vừa có gió cho nên nó mát cả nhà ơi. Đây, Lan đi kiếm quán. Đây là cả nhà ơi. Chồng mình tới nhận phòng đây. Rồi bắt đầu mình lên phòng. Đây là một nhà khách sạn này. Một nhà khách sạn rất là đẹp. Đây. Phòng của Thị Điển nó rất là đơn giản cả nhà. Hai cái giường. Rồi xong ở đây. Rồi mình muốn một thêm cái xong mình nó ép cái giường này ra nữa. Ở xong phía bên đây cái bàn cà phê, ngồi uống cà phê, làm gì cũng được. Có cái tivi nhỏ nhỏ. Xong ở đây thêm một cái giường nữa cả nhà ơi, cái giường này nữa mình sẽ làm ra nữa. Là tổng cộng là 4 cái giường cả nhà. Toilet sạch sẽ nhưng mà nó cũng nhỏ cả nhà ơi. Sạch sẽ. Đơn giản này, phòng này một ngày là 1.800 cả nhà. 1.800 tính ra cũng không có mắc mà cũng không có gì hết. Phòng rất là đơn giản cả nhà, không có gì đặc biệt. Đây tầng đầu thứ bảy. Ôi, nhìn xuống dưới này cả nhà, nhìn xuống dưới đẹp quá là đẹp luôn á. Nhìn xuống. Ở đây á, đi ra trung tâm thì nó rất là tiện luôn. Ở đây đầu 7, ở đây cái khách sạn này tới 20 đầu luôn cả nhà. Chơm. Ok. Rồi. Ok cả nhà ơi, đi từ sáng giờ lúi rồi cả nhà ơi, bây giờ mới nhận được phòng. Đi nãy giờ đi vòng vòng ở ngoài. Xong rồi bây giờ mới nhận được phòng. Bây giờ video mà nãy giờ cũng dài cả nhà ơi, mình kết thúc tại đây. Có gì tối nay mình đi ăn cái gì ngon hay là mình đi đâu chơi mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. Hẹn cả nhà vào ngày mai. Bye bye. Bye bye ông bà cái chú. Bye bye. Bye bye. Xin chào bà chú. Bye bye. Giỏi quá. Do anh bây giờ giỏi lắm luôn á. Nhìn ông bà con chú nè. Nhìn ông bà có chứ. Chào bà chú, có bye. Ta đừ.